Nhận định Barcelona vs Real Madrid 21:15 ngày 28 tháng 10 La Liga 2023-2024. Nhận định Barcelona vs Real Madrid 21:15 ngày 28 tháng 10 tại La Liga 2023-2024. Dự đoán tỷ số Barcelona vs Real Madrid cùng các chuyên gia phân tích. Nhận định Barcelona vs Real Madrid tại La Liga 2023-2024. Lúc này, giải Thiên Hà đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 25 điểm, hơn đại kình địch đang xếp ở vị trí thứ 3 đứng 1 điểm. Bên cạnh đó, Real tạm kém hiện tượng Girona 3 điểm nhưng lại đã ít hơn đối thủ 1 trận. Thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã có sự chuẩn bị khá tốt cho trận đấu này bằng chiến thắng 2-1 trên sân của Braga tại Champions League hồi giữa tuần. Quan trọng nhất là ngôi sao người Anh Bellingham tiếp tục đóng vai người hùng khi tỏa sáng ở trận thắng Real thắng Braga. Tin tốt cho Real là Bellingham hoàn toàn khỏe mạnh sau khi từng có tin anh khó tham dự trận siêu kinh điển vì chấn thương. Lúc này, Bellingham sẽ là niềm hy vọng để giúp Real Madrid giành chiến thắng ở trận siêu kinh điển. Nếu đánh bại Barca, thầy trò huấn luyện viên Ancelotti sẽ tạo ra cách biệt 4 điểm trên bảng xếp hạng và khiến đối thủ phải rơi vào thế bất lợi. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Barcelona đã có 2 chiến thắng liên tiếp trước Bilbao. Và Shakhtar Donetsk nhờ sự tỏa sáng của những tài năng trẻ từ lò đào tạo La Masia là Marc Guy và Fermín López, thầy trò huấn luyện viên Xavi vẫn đang duy trì thành tích bất bại ở La Liga. Nhưng trận đấu với Real Madrid được dự báo sẽ là rất khó khăn bởi chấn thương đã lấy đi rất nhiều cầu thủ trụ cột của đội bóng. Có khả năng, Barca sẽ phải tay trắng ngay trên nhà khi gặp đại kình địch. Thông tin lực lượng Barca vs Real Madrid. Barca bước vào trận El Clasico với cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng do chấn thương. Họ mất nhiều trụ cột như Robert Lewandowski, Rafinha, Frenkie de Jong, Pedri, Sergio Roberto và Jules Caldi. Real Madrid cũng có 3 cầu thủ không thể góp mặt ở trận El Clasico trên sân Olympic Luis Companys do chấn thương là Thibaut Courtois, Eder Militao và Arda Güler. Đội hình dự kiến Barca vs Real Madrid: Barca 4-3-3 Ter Stegen, Baldi, Araujo, Christensen, Cancelo, Gavi, Oriol, Gundogan, Fermin, Felix, Torres. Real Madrid 4-3-1-2 Kepa, Cavalho, Rüdiger, Alaba, Mendy, Van Verde, Modric, Cruz, Bellingham, Rodrigo, Vinicius Junior. Dự đoán kết quả trận Barca vs Real Madrid 0-1.